Avatar The Last Airbender là một trong những series hoạt hình xuất sắc nhất từng được tạo ra. Nó dường như có đủ mọi thứ, từ những nhân vật tuyệt vời, một câu chuyện lôi cuốn và cả phong cách hoạt hình chỉnh chu nữa. Một điều nữa khiến cho Avatar thực sự khác biệt đó là nó dường như dành cho tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi, từ người lớn đến trẻ con. Avatar luôn biết cách thu hút sự chú ý của những đứa trẻ bằng những giây phút hài hước, tươi sáng và giải trí của mình, đúng chất của một bộ phim hoạt hình. Tuy nhiên, không dừng lại ở đó, show cũng không hề ngần ngại trong việc thể hiện mặt trưởng thành và có chút đáng sợ của nó. Và điều này đã tạo nên một số những khoảnh khắc vô cùng nghiêm túc và thậm chí là đen tối khiến các cậu phải thốt lên, cái đ*** gì vậy? Và hôm nay, tớ sẽ cùng các cậu điểm qua 10 khoảnh khắc mà cá nhân tớ cho rằng là đen tối nhất của Avatar The Last Airbender nhé. Chúng tớ là What's Weird Cartoon và hãy cùng nhau bắt đầu thôi. Let's go! Vị trí thứ 10, Azula phát điên. Trong những tập cuối của mùa 3, Azula đã được Ozai trao lại cho chức vị Hỏa Vương để cai quản Hỏa Quốc trong khi ông đi hủy diệt toàn bộ Thổ Quốc. Trong khoảng thời gian này, dường như đã mất dần đi sự tỉnh táo và lý trí trong đầu, thứ đã khiến cho cô không ít lần đánh bại được Aang trong quá khứ. Azula trở nên cực kỳ cáu gắt với dường như tất cả mọi thứ và tất cả mọi người mà không vì lý do gì cả. Cô đuổi hết những người hầu cận, đuổi luôn cả đội quân Dai Li. Tâm lý cô ngày càng hoang tưởng, cô bắt đầu tự cắt tóc của mình. Trong đầu thì xuất hiện những ảo ảnh của người mẹ đã mất tích từ lâu. Lúc này, trong tâm trí Azula thực sự trống rỗng. Cô nhận ra bên cạnh mình lúc này chẳng có ai, không mẹ, không anh trai, không bạn bè, ngay cả người cha mà cô hết mực phục tùng cũng bỏ mặc cô ở lại Hỏa Quốc. Điều đó dường như khiến cho Azula suy sụp và hoàn toàn mất kiểm soát. Mọi chuyện còn trở nên tồi tệ hơn với cô không lâu sau đó, sau khi bị Zuko và Katara đánh bại trong trận Agni Kai. Đó dường như là một giọt nước tràn ly. Mọi thứ đã vượt quá sức chịu đựng của Azula, khiến cho những cảm xúc tiêu cực dồn nén bấy lâu trong tâm trí cô bộc phát ra bên ngoài thông qua những tiếng gào thét và những giọt nước mắt trong bất lực. Điều thực sự khiến chúng ta phải suy ngẫm ở đây là Azula chỉ là một cô gái 14 tuổi. Cô còn quá trẻ để hứng chịu những chấn thương tâm lý nặng nề trong suốt cuộc đời của mình. Từ việc thiếu vắng tình cảm của người mẹ từ khi còn nhỏ đến việc bị trở thành một công cụ, một món vũ khí sống cho người cha độc ác của mình. Mặc dù xuyên suốt series, ta cũng phần nào thấy được sự bất ổn trong tâm lý của con người này. Nhưng khi thấy Azula hoàn toàn sụp đổ và mất kiểm soát như vậy, nó thực sự khiến tớ cảm thấy đáng thương và lẫn chút sợ hãi. Vị trí thứ 9, sự trả thù của Katara. Trong tập 16 mùa 3, Southern Raider, Zuko đã gia nhập team Avatar và có được niềm tin của mọi người, nhưng duy chỉ có Katara là vẫn không tin anh vì tất cả những gì anh đã làm trước đây, và đặc biệt là vì mối thù đối với quân đội Hỏa Quốc khi đã sát hại mẹ của cô. Để có được lại lòng tin của Katara, Zuko đã giúp Katara săn lùng kẻ đã ra tay giết mẹ của cô. Lúc này, trong đầu Katara không có gì ngoài sự tức giận dồn nén suốt bao năm và khao khát được trả thù. Mặc cho Aang và Sokka ra sức khuyên ngăn, nhưng mối thù quá lớn dường như khiến Katara mở mắt. Cô bỏ ngoài tai lời khuyên của họ và lên đường cùng Zuko. Cuối cùng, họ cũng tìm được tên quân nhân năm xưa. Giờ đây, hắn chỉ là một lão già thảm hại, sống cùng mẹ trên một hòn đảo nhỏ. Khi đối mặt với một Katara đầy hận thù, hắn đã quỳ lạy và xin cô tha mạng, khiến Katara thương hại và tha cho hắn. I did a bad thing. I know I did. And you deserve revenge. Cuối cùng thì trả thù sẽ không bao giờ là cách để xoa đi nỗi đau. Tuy nhiên, hãy nói về thứ khiến cho khoảnh khắc này lọt vào danh sách của tớ. Ngay trước khi tha mạng cho tên cựu quân nhân, Katara đã thực sự muốn giết chết hắn ta. Và hơn thế, không chỉ là giết bình thường, cách cô sử dụng thủy thuật ngưng động toàn bộ nước xung quanh, biến chúng thành những ngọn giáo sắc nhọn, sẵn sàng để đâm xuyên toàn bộ cơ thể của tên quân nhân. Nó thực sự vô cùng ghê rợn nếu điều đó xảy ra. Trong suốt series, Katara luôn thể hiện mình là một người chững chạc và luôn suy nghĩ thấu đáo. Nhưng trong tập phim này, ta có thể thấy một con người hoàn toàn khác của Katara, một người suýt chút nữa bị cơn giận và lòng thù hận nuốt trọn. Vị trí thứ 8, Hồ Lao Gai. Hỏa Quốc đúng là đáng sợ và nguy hiểm thật đấy. Nhưng các cậu đã thử đến Ba Sinh Xê chưa? Vòng trong cùng của Ba Sinh Xê thực sự là một nơi chứa đựng nhiều bí mật và những nguy hiểm tiềm tàng mà chẳng ai nghĩ đến bao giờ. Nếu như ở Hỏa Quốc, mọi mối nguy hiểm đều dường như ở trước mắt và ta có thể dễ dàng nhìn thấy, thì ở Ba Sinh Xê, mọi thứ không đơn giản như vậy. Thứ thực sự khiến Ba Sinh Xê đáng sợ là cách thức những người cầm quyền kiểm soát người dân nơi đây. Không một ai được phép biết thông tin hay nói gì về chiến tranh bên ngoài Ba Sinh Xê. Tất cả những ai cố gắng tuyên truyền về chiến tranh với Hỏa Quốc đều bị coi là kẻ thù và sẽ lập tức bị đưa đến Hồ Lao Gai, nơi mà họ sẽ bị thôi miên và tẩy não. Dưới Hồ Lao Gai còn là nơi để những thế lực cầm quyền nơi đây thường xuyên hoạt động và làm những công việc mờ ám. Họ có đội quân Dai Li sẵn sàng làm những công việc bẩn thỉu như những người tay sai. Họ còn có một đội những cô hầu gái bị thôi miên nhưng được lập trình sẵn để làm tay mắt cho họ. Có thể nghe có vẻ không đáng sợ lắm, nhưng cách thức mà Avatar thể hiện nó lại có thể dễ dàng khiến cho người xem phải sợn gai ốc đấy.
Vị trí thứ 7, Vết sẹo của Zuko. Tập 12 mùa 1, The Storm là một tập phim kể về câu chuyện quá khứ của Aang và Zuko. Câu chuyện của Aang đúng là buồn thật đấy, nhưng quá khứ của Zuko thì nó thực sự là một bi kịch. Từ đầu mùa 1 cho đến trước tập phim này, tất cả những gì chúng ta biết về Zuko đó là cậu là một hoàng tử bị trục xuất và nhiệm vụ cũng như mục đích duy nhất của Zuko là bắt giữ Avatar để khôi phục lại danh dự và sự thừa nhận của cha mình. Nhưng trong tập phim này, khi chúng ta được đi sâu và chi tiết vào câu chuyện quá khứ của Zuko, nó thực sự vô cùng đen tối. Tất cả những gì mà Zuko làm lúc đó chỉ là nói leo trong giờ họp của Hỏa Vương Azulon, ông nội của cậu. Một điều nhỏ nhặt như vậy đã thực sự khiến cho Azulon vô cùng tức giận, bắt cậu phải đấu một trận Agni Kai với vị tướng mà cậu đã ngắt lời để khôi phục danh dự. Zuko vui vẻ nhận lời thôi. Nhưng khi trên sàn đấu, người đối mặt với Zuko không phải vị tướng nào đó mà chính là Ozai, cha của cậu. Đương nhiên, Zuko đã từ chối đấu với cha của mình. Nhưng các cậu biết đấy, thay vì tự hào hay tha thứ cho người con của mình, người cha tàn nhẫn đã thực sự ra tay tấn công chính người con của mình và để lại cho Zuko một vết sẹo gió bỏng vĩnh viễn trên mặt trái của cậu. Khoảnh khắc này đã cho ta thấy được những ấn tượng đầu tiên về phản diện chính của cả series, một kẻ ham hố quyền lực, điên cuồng, tàn nhẫn và nhẫn tâm đến độ tự tay thiêu đốt một bên mắt của con trai mình. Có vẻ như chúng ta đã biết được cái tính cách điên cuồng và tàn nhẫn của Azula được thừa hưởng từ ai đúng không các cậu? Vị trí thứ 6, cái chết của Jet. Trong series Avatar, Jet được xây dựng như một nhân vật có rất nhiều sự mâu thuẫn trong tâm trí và lý tưởng của cậu. Một mặt, chúng ta không thể phủ nhận tất cả những hành động và đóng góp của Jet cũng như nhóm Freedom Fighters của cậu trong công cuộc chiến đấu với Hỏa Quốc. Nhưng mặt khác, chính những hận thù với Hỏa Quốc khiến cho Jet mở mắt. Những hành động của cậu trở nên cực đoan, bạo lực và mù quáng một cách quá đáng. Nhưng điều khiến cho cậu nằm trong danh sách này chính là những giây phút cuối cùng của cậu tại Hồ Lao Cai. Sau khi lấy lại được trí nhớ, khi bị đội quân Dai Li tẩy não, Jet cùng team của mình và team Avatar đi xuống Hồ Lao Cai để tìm hiểu những bí mật của Ba Sinh Dê. Trong quá trình chiến đấu với đội quân Dai Li ở đó, Jet đã bị thương rất nặng. Cậu bảo với Katara, cứ đi đi và cậu sẽ ổn thôi. Tuy nhiên, ngay giây phút sau đó, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi khi Toph buồn bã nói rằng Jet đã nói dối. Don't worry, Katara. I'll be fine. Mặc dù Cho không hề trực tiếp xác nhận rằng Jet đã chết, tuy nhiên, với cách thể hiện của nó và đặc biệt là phản ứng của những người đồng đội, chúng ta đều có thể ngầm hiểu được sự thật đau đớn này. Sau tất cả những lỗi lầm trong quá khứ của mình, Jet đã thực sự hy sinh bản thân để cứu những người bạn của cậu. Đây thực sự là giây phút vô cùng cảm động khi một nhân vật đã tự hoàn thiện bản thân mình bằng cách chọn cái chết để chuộc tội cho những lỗi lầm trong quá khứ, quả là một bi kịch. Vị trí thứ 5, con trai của Iroh. Tập 15 mùa 2, The Tales of Ba Sinh Se là một tập phim vô cùng đặc biệt. Nó là một chuỗi những câu chuyện nhỏ xung quanh cuộc sống của những nhân vật chính tại Ba Sinh Se. Và một trong số chúng nói về Iroh. Câu chuyện mở đầu đơn giản với cảnh Iroh đang đi chợ, tương tác với người dân nơi đây một cách vô cùng hài hước. Nó cho ta thấy Iroh là một ông già thông thái, lịch sự và có phần lập dị. Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó. Hóa ra Iroh đi chợ là để mua đồ thắp hương cho người con trai quá cố của mình. Như chúng ta đã biết trước đó, Iroh đã mất đi người con trai duy nhất của mình trong cuộc chiến ở thành Ba Sinh Se. Nhưng đây là lần đầu tiên và cũng là duy nhất chúng ta được thấy sự bất lực, đau buồn và thương tiếc của một người cha mất đi người con duy nhất của mình. Trong không khí tĩnh mịch, khúc hát Leaves from the Vines được hát lên bởi người cha đau buồn. Đây thực sự là một trong những cảnh phim cảm động và chạm đến được trái tim người xem, cho ta thấy một khía cạnh khác thật yếu đuối và dễ tổn thương của một chiến binh từng được coi là con rồng phương Tây. Vị trí thứ 4, Cole, kẻ cắp khuôn mặt. Thế giới tinh linh trong Avatar là một thế giới vô cùng bí ẩn, với vô số những tinh linh từ dễ thương đến vô cùng quái dị. Trong một lần đi vào trong đây, Aang đã đụng độ một tinh linh vô cùng kinh dị. Đến độ, nếu như các cậu xem cảnh này khi còn là trẻ con, thì tờ giám cá thứ tinh linh kỳ dị này sẽ ám ảnh tâm trí và trở thành cơn ác mộng tồi tệ nhất của các cậu đấy. Tin tớ đi. Đương nhiên, sinh vật tớ đang muốn nói đến ở đây là Kho, kẻ cắp khuôn mặt. Đây là một sinh linh cổ đại, nó sẽ lấy mất khuôn mặt của bất kỳ ai bộc lộ cảm xúc trước mặt nó. Tinh linh này mang hình hài của một con rết khổng lồ với một cái mồm liên tục thay đổi những khuôn mặt người mà nó đã cướp. Cái cách mà con rết khổng lồ này bò quanh người Aang, liên tục cuốn lấy cậu, quan sát khuôn mặt của cậu ở nhiều góc độ khác nhau và đáng sợ nhất là cách nó liên tục thay đổi khuôn mặt và lao vào mặt của Aang một cách bất thình lình để khiến cho cậu bộc lộ chút cảm xúc, nó thật là ghê rợn. Tớ sẽ không ngần ngại khi nói rằng Kho, kẻ cắp khuôn mặt, chính là sinh vật đáng sợ nhất của cả series Avatar đâu, thật là kinh dị. Vị trí thứ 3, Aang suýt chết. Trong tập cuối mùa 2, Aang cùng với Katara phải đối đầu trực tiếp với Zuko và Azula tại Ba Sinh Se. Khi bị dồn vào đường cùng, Aang nhận ra mình phải đi vào trạng thái Avatar thì mới có thể thoát khỏi tình thế này và cậu đã thành công. Ngỡ tưởng rằng như bao lần khác, trạng thái Avatar của Aang sẽ dễ dàng đánh bại mọi thứ thì đột nhiên, đoàng, Aang bị trúng một tia sét của Azula,
Nó không chỉ khiến cho cậu mất hoàn toàn kết nối với trạng thái Avatar, mà tệ hơn, tia sét đó đã thực sự giết Aang, và trong một khoảnh khắc, vị Avatar của chúng ta đã chết. Mặc dù sau đó, Aang đã được cứu bởi thứ nước thần kỳ và khả năng trị thương của Katara, nhưng trong một khoảnh khắc, Aang thực sự đã chết. Ngay giây phút người anh hùng chuẩn bị tỏa sáng thì bị ăn một đòn chí tử và chết. Khi xem cảnh này, tớ thực sự phải sốc, hụt hẫng và phải thốt lên. What the fuck? Cái ý tưởng giết chết nhân vật chính, nhân vật tiêu đề và là trung tâm của cả bộ phim, dù cho chỉ là một giây, nó thực sự rất đen tối. Vị trí thứ hai, cuộc diệt chủng khí tộc. Dù show không hề một lần nhắc đến từ genocide hay nghĩa tiếng Việt là diệt chủng, nhưng chắc chắn đó là từ chuẩn xác nhất để nói về những gì mà Hỏa Vương Sojin gây ra cho khí tộc. Trong quá khứ, không lâu sau cái chết của Avatar Roku và sự kiện Aang bị mắc kẹt trong quả cầu băng, Hỏa Vương Sojin đã lập tức cho quân đến những ngôi đền phong tự để giết chết toàn bộ người dân nơi đây, thực hiện kế hoạch xóa sổ hoàn toàn sự tồn tại của ngự khí sư trên thế giới với chỉ một mục đích duy nhất, kiên liễu vị Avatar tiếp theo trước khi ngài có thể ngăn cản sự xâm lược của Hỏa Quốc. Sojin không hề ngần ngại chút nào trong việc giết chết không chỉ một hai người mà là toàn bộ một dân tộc, tiêu diệt cả một nền văn hóa lâu đời. Đây quả thực là một hành động dã man, kể cả đối với những người tồi tệ nhất. Nhưng mọi chuyện không chỉ thế, các cậu hãy nhớ rằng 100 năm sau đó, Hỏa Vương Ozai một lần nữa có ý định làm điều tương tự với Thổ Quốc. Trong ngày xuất hiện của sao chổi Sojin, Ozai đã thực sự có ý định muốn thiêu đốt từng tấc đất của Thổ Quốc và tạo nên một cuộc diệt chủng thứ hai trong lịch sử. May mắn thay là lần này, âm mưu đó đã bị ngăn chặn bởi Avatar Aang. Hỏa Quốc đã sinh sản ra những vị Hỏa Vương thực sự tàn ác và điên rồ. Vị trí thứ nhất, ngự huyết thuật. Tớ biết, đây chắc chắn sẽ là thứ mà các cậu lập tức nghĩ đến khi đọc tiêu đề video này. Và đây, tớ xin giới thiệu cho các cậu, ngự huyết thuật. Trong lúc trốn chạy trong một khu rừng ở Hỏa Quốc, Team Avatar đã bắt gặp một bà già tên là Hama và bà này đã mời họ đến ở trú chân trong ngôi nhà của bà. Hama tiết lộ bà thực ra là một ngự thủy sư đến từ Nam Thủy Tộc giống như Katara vậy. You're from the Southern Water Tribe? Just like you. Và hai người họ đã có những sự gắn kết nhất định. Tuy nhiên, với những hành động kỳ lạ và đáng ngờ, Sokka vẫn không tin bà này cho lắm. Trong lúc ở lại với Hama, Katara đã được bà dạy cho những kỹ thuật nâng cao của ngự thủy thuật như việc tạo ra nước từ không khí hay rút nước từ thực vật. Nhưng mọi chuyện vượt quá giới hạn khi Hama tiết lộ bà đã sáng tạo ra một thứ gọi là ngự huyết thuật. Blood bending, controlling the water in another body. Bà có thể điều khiển máu của những sinh vật sống như động vật và con người, và rồi kiểm soát họ như những con rối vậy. Cái ý tưởng kiểm soát máu của con người thực sự là khiến người ta phải phát khiếp. Chúng ta có thể nghe thấy những tiếng máu chảy bị điều khiển, những tiếng lạch cạch của những cơ bắp mất kiểm soát. Nó quả thật quá sức chịu đựng với một số người. Ngoài ra, chính Hama là người đã bắt cóc những người dân trong làng bằng cách sử dụng ngự huyết thuật vào những ngày rằm. Tất cả là để trả thù cho những gì mà Hỏa Quốc gây ra với quê hương của bà trong quá khứ. Tuy nhiên, điều khiến tớ cảm thấy thực sự sợ hãi là cách bà ta ép buộc Katara phải sử dụng ngự huyết thuật như thế nào. Cảnh phim cuối cùng khi Hama cười phá lên khi hoàn thành mục đích của mình, đó là truyền lại ngự huyết thuật cho Katara. Nó thực sự khiến người ta phải rùng mình và đáng để suy ngẫm. Và trên đây là top 10 khoảnh khắc mà tớ cho rằng là nghiêm túc và đen tối nhất của series Avatar The Last Airbender. Các cậu nghĩ sao về danh sách này của tớ? Có khoảnh khắc nào mà các cậu cho rằng xứng đáng một vị trí trong video này mà tớ chưa đề cập đến không? Hãy comment xuống bên dưới để chúng tớ cùng biết nhé! Đừng quên like, share và subscribe kênh Way to Weird Cartoon để đón xem nhiều hơn nữa những video thú vị về Avatar cũng như vô số những series hoạt hình khác nhé! Cảm ơn các cậu đã theo dõi video này và hẹn gặp lại các cậu trong những video trong tương lai! Way to Weird, out!